Công ty đường sắt quốc gia Pháp mới đây đã bị phạt 1.000 euro vì tội thiếu trách nhiệm khi để tàu hỏa cán chết một con mèo của hành khách. Vào tháng 1 năm nay, bà Georgia cùng con gái là Melania, 15 tuổi, đã mang theo một con mèo có tên là Neko lên chuyến tàu từ Paris cho tới Bordeaux ngay trước khi tàu khởi hành, con mèo nhảy khỏi túi đựng và chạy xuống đường dài. Bà Georgia sau đó đã dành 20 phút để thuyết phục các nhân viên đường sắt hoãn chuyến tàu và tìm kiếm Neko. Tuy vậy, nhân viên nhà ga nói rằng đó không phải là vấn đề của họ và bà nên giữ thú cưng của mình cẩn thận. Đoàn tàu sau đó khởi hành và cán qua con mèo. Khi vụ việc xảy ra, đại diện của công ty đã đề nghị bồi thường một cặp vé tàu miễn phí tới Bordeaux. Tuy vậy, vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền động vật. Một tổ chức thậm chí đã thu thập 100.000 chữ ký để đệ đơn khiếu nại công ty đường sắt. Hiện tòa án đã kết tội công ty đường sắt thiếu trách nhiệm và sẽ bị phạt khoản tiền là 1.000 euro, bồi thường thêm 2.000 euro cho hai người chủ của con mèo Neko.